cái khẩu tai. Thì mọi người biết đó, là cái bệnh mà khẩu tai này đó, thì thực ra là cái bệnh này bị nhiều nhất là đối với những người nào mà sử dụng cái máy vi tính đó. Và khi mà sử dụng máy vi tính đó, là người ta cầm cái con chuột đó, cái con chuột cực kỳ quan trọng. Nhiều khi mình thấy mình cầm cái con chuột đó, nó nhỏ nhắn, nó hay, nhưng mà cái tay mình nó gượng riết đó, thành ra là nó làm đau. Do đó khi mình chọn một cái con chuột, mình phải đặt cái bàn tay mình vừa vào cái con chuột đó, thì cái bàn tay mình không bị. Mình làm 5 năm, 7 năm sau, 10 năm sau là mình bị tổn thương cái cổ tay mà mình không biết. Còn một cái điều nữa mà tôi hay nói với mọi người á, đó là hội chứng cổ tay do gì biết đến tiền. Tức là tôi đã gặp một cái chị đó, chị bị cái cổ tay gì đó, chị bị đau. Cái là khi mà mình áp dụng phương pháp của mình á, là mình chặn mạch máu, mình bơm máu, rồi mình ngũ bội tâm tinh, mình làm đủ hết á. Nhưng mà sau đó thì chỉ về một ngày không bị lại tiếp. Thì tôi hỏi tại sao mà chị bị, nó thật ra là nói thật với thầy là tại vì tôi là tiếp tiền hàng ngày. Mà cái chợ mà bán là thâu tiền, bán làm nhiều tiền, bán điếm điếm, bán nó thành thử. Bây giờ cái bệnh nó cũng khó mà chữa. Tại vì nếu mà không điếm tiền thì không có tiền. Mà điếm tiền nhiều thì bệnh nó ráng chịu. Đó là cái nghiệp nè. Thì nói như vậy, nhưng mà trong cái hội chứng ấy, đó thì tôi nói để cho mọi người có cái kinh nghiệm. Bao giờ cũng vậy, mình sử dụng ấy, là đá đó thì mình phải sử dụng có đá nóng. Mình đá đó thì phải bao giờ mình phải sử dụng đá lạnh. Cho nên cái thermotherapy thì phải có cryotherapy. Cho đó là phải có âm dương trong đó. Thành thử khi nào mà cái hội chứng của tay mình sưng đau ấy, thì mình sẽ dùng cái lạnh ấy, mình chờ như lạnh. Đánh đau ngay lập tức. Rồi sau đó mình bắt đầu dùng cái đá nóng. Nhưng mà cái đá nóng cơ bản của nó là không bao giờ quên một điều, đó là đá nóng nó sử dụng ở đâu? Ở gan của mình. Và sau đó là mình củng cố lại thêm cái nữa là cái thận. Có nghĩa là mình sử dụng trong một